trải nghiệm xe Ben Hổ vô Shinjak 845 hay cầu dầu con hổ con đi anh Hoàng. Vâng, đây là câu hỏi của anh Quý Nguyễn gửi tới em Hòa xe tải nhá. Thì khả năng là do anh này không có thời gian xuống em Hòa xem xe mà cần lên video thì em Hòa cũng lên video cụ thể luôn. Thì đây là trước mắt anh Quý Nguyễn cũng như quý tài đây là con 845 hay cầu dầu. Em lên review khá là nhiều nhưng em Hòa chưa trải nghiệm cho quý tài. Thì đây giá của em này đang là hiện tại là đang là 736 triệu quý tài nhá. 736 triệu chả có là 250 triệu có xe, 250 triệu có xe đời 2022, xe mới lắp ráp 2023. Đấy, thế các tài có thể cân đối sang lấy dòng cầu hổ vô này, đẹp không các tài? Không có 861 thì lấy con 845 này cũng được. Đây, các tài có thể nhìn thấy đây là cầu hổ vô nhá, cầu truyền thống hổ vô, cầu sau là cầu 16 tấn, thuộc dạng cầu ST16. Để mà khẳng định thì các tài có thể nhìn thấy con logo ở đây là cầu đây, nhãn hiệu hổ vô nhá. Xe sử dụng lại lốp 1120 với thùng này là thùng 7 khối, dài là phố Ben 04, rộng 20m28 và chiều cao của xe là cao khoảng 75 phân, lốp 1120. Cabin thì là cabin kép nhá các bác tài nhá. Đấy, cabin là cabin kép. Và đây là con máy 160 mã lực. Đó. Con máy 160 mã lực thì thông qua tiếng máy các bác tài thì có thể thấy tiếng máy này nó to hơn con 861 nhưng mà giòn hơn đúng không ạ? Cầu trước của xe là cầu 6 tấn nhá. Thì trước khi đánh giá tải trọng thực tế em sẽ đánh giá qua phần ngoài hình cái này. Thì cabin kép này nói chung là cũng gọi là trông cũng được các bác tài, không đẹp lắm nhưng cũng không xấu lắm. Cabin này cabin truyền thống từ đời 2015 đến bây giờ rồi, thùng 7 khối khá to, chở gì cũng được, chở keo chở gỗ được hết. Đây thì bây giờ em hoàn lên cabin để trải nghiệm luôn nhé. Đấy, hôm trước là có các bác tài là quan tâm đến mức độ cách âm của chiếc xe này thì đây thì em hoàn sẽ đóng cửa vào. Đấy, các bác tài có thể thấy ở đây là nó cách âm thì cũng ở mức trung bình thôi, không phải là quá gọi là quá xuất sắc như dòng xe con được. Cabin kép và sẽ có giường nằm. Giường nằm này thì các bác tài nằm thì có thể rất là thoải mái nhá, có một người nằm đằng sau được. Nội thất của chiếc xe này thì ở mức cơ bản thôi. Kính thì là kính quay tay, không phải điện, kính điện ở đây mới được lắp treo sẵn thôi. Điều hòa chưa có sẵn này. Còn đây là cái quạt gió. Nói chung quạt gió cũng tạm được các bác tài. Tạm được thôi. Đài em radio này. Cái này có nếu mà có màn hình nữa thì tốt các bác tài. Hộp số sau tới tiến một số lùi nhá. Số của em này thì so với 861 thì số của em này sẽ vào mướn hơn bởi vì nó là một tầng số thôi. Và dù hỏi chúng ta sẽ chỉnh trực tiếp ở đây. Có cả cắm cầu này, cắm cầu trước, cắm cầu sau và cài cầu này. Đó. Cầu dầu thì luôn luôn có những cái cắm cầu này các bác tài nhá. Về mức độ chân ga này thì em Hòa sẽ ga lên luôn này. Các tài thấy nó trễ không ạ? Đấy, nó sẽ không lên được luôn như dòng ga cơ nhá. Em Hoàng hay nếu mà ga cơ em Hoàng đạp sẽ lên một phát luôn này. Đấy, em Hoàng đặt kịch luôn này. Đấy, nó phải mất tầm khoảng tầm nửa giây nhá các tài nhá. Mặc dù xe có cảm biến chân ga rồi. Đấy thì đấy là đặc trưng của dòng ga điện, xe nào cũng thế thôi. Cái này thì không thể tránh được, ở trên dòng ga điện con 861 sẽ nhẹ hơn một tí. Đấy, còn bây giờ em Hòa sẽ nâng Ben. Thì nâng Ben thì có tài sử dụng tay trang này á, đây là tay trang nâng Ben này. Trước khi vào nâng Ben thì có tài sẽ đạp côn này vào cái nâng Ben này. Đấy, và kéo lên trước. Up đây này, nó có chữ up có tài. Đấy, nhả côn ra và ga lên thì nó sẽ lên. Đấy, bây giờ em Hòa sẽ về lại với phần máy động cơ để cho các tài xem nhé. Đây là con máy của Lucha 160 này. Hộp số là số 1 tầng nhá, 6 đến 1 số lùi và phụ này là phụ 13 tấn các tài nhá. Phụ 13 tấn. Đấy thì đấy là tiếng động cơ của xe này, nói chung nghe cũng khá là giòn. Nhưng mà về đánh giá con máy này thì nó sẽ ăn dầu hơi nhiều các tài nhá, ăn dầu hơi nhiều một chút. Đấy nhưng mà rất là khỏe. Về cái chassis thì xe taxi của TMT thì cũng đánh giá ở mức gọi ok rồi, không có gì để phàn nàn về cái mức chassis rồi. Tôn thùng này thì em cũng thấy nó hơi mỏng một tí. Và tôn thùng ở đây có 2 ly thôi, hơi mỏng một tí. Mà so với Taco hay là các hãng khác thì cũng gọi ở mức dung được rồi các bạn. Về lót thùng thêm là ok. Đây mà bây giờ sẽ tắt máy đi để cho nó đỡ ồn nhá.
và chúng ta sẽ quay chi tiết từng cái bộ phận ở khung gầm 11. Vì xe ben thì khung gầm rất là quan trọng. Đây là cái phụ này. Phụ của xe này. Phụ 13 tấn. Đây chúng các đang nối về cầu sau là cầu 16 tấn. Và chúng các đang đây nối về cầu trước là cầu 6 tấn. Mặc dù cầu trước bé hơn cầu sau nhưng mà chúng các đang các bác có thể thấy là cái phần chúng các đang này nó vẫn tương đồng nhau đúng không ạ? Con này thì há nó hơi to một tí nhá. Đây này, từ cái mép lốp này, mép lốp ngoài này, mép lốp phần ở cái phía lốp trước này, sau đến cái mép lốp này thì nó sẽ rơi vào là khoảng tầm 2m32 các bác tài nhá, 2m32. Em Hoàng đo rồi 2m32. Ra đây tầm khoảng 2m35. Đấy 2m35. Thì nó sẽ bằng với cái phần đằng trước kia các bác tài nhá. Đấy 2m35. Nó sẽ rộng hơn taco một tí nên là cái này bác tài nào định đầu tư em này thì nhớ để ý đấy, cẩn thận cái mép lốp với gọi là cái hãng xe các bác tài nhá. Taxi nhíp này. Nhíp dài 13 ly, 8 lá nhíp chính, 12 lá nhíp chính, 8 lá nhíp phụ. 20 lá cũng xe này thì nhíp này thì chở tầm khoảng tầm 20 tấn là được rồi các bác tài ạ. Không vấn đề gì cả. Hơi sóc tí thôi. Đây là cái chassis 815 này. Hai lớp. Đấy thì đấy là tổng quan về chiếc 815 hai cầu dầu của bác tài nào nếu mà muốn trải nghiệm thực tế cụ thể hơn nhá thì cứ đến chi tiết em Hoàng để trải nghiệm thực tế chiếc xe này. Ở thời gian của ở trên kênh thì cũng có hạn thôi, nhưng mà xin phép là review ở mức cơ bản thôi. Đấy, nếu mà có bất kỳ câu hỏi gì cứ gọi cho em Hoàng nhá. 0383 368 978. Liên hệ em Hoàng để được tư vấn báo giá cũng như là trải nghiệm máy thử nhá. Và cuối cùng thì em Hoàng sẽ xin chào quý bác tài nhá. Đấy, khung gầm này thì các tài có thể đặt luôn. Vì xe này thì đi rừng hết cái chấm luôn các tài ạ. Xin chào nhá.